hội trại của chiến dịch hoa phượng đỏ, ông có thấy gì không? Có thấy gì là thấy gì? À, cái vụ mà con chân lớp mình nắm tay thằng Long trường khác cái gì? Ừ, thấy vậy kỳ quá. Gái đứa mà vậy là không có được gì hết trơn. Bà, có bà thấy kỳ á, tôi thấy bình thường đâu có chuyện gì đâu kỳ. Không, ngại á, tôi thấy nó sao á, kỳ sao á, đúng rồi. Ừ. Cái gì đâu? Không, con gái là phải ý tứ, con gái mà không có để ý như vậy là ra đường người ta quánh giá chết luôn á. Tại hai người không có thấy chứ, tôi thấy hoài gì mấy trường khác nắm tay nhau bình thường, không có chuyện gì. Không phải, nhưng mà lỡ mà mới gặp nhau lần đầu mà thân thiết quá nắm tay vậy, người lớn rồi. Mấy đứa nít nó nhìn vô nó đánh giá chết luôn á. Vậy tôi nói hoài mấy người không hiểu gì, mấy người cổ hủ quá. Cái chuyện nó nhỏ như con thỏ mà làm như lớn lao, có nắm tay thôi mà. Không được, cái kỳ họp lần này là tôi phải họp góp ý sâu sắc cái vấn đề này mới được. Tôi đồng ý với ý kiến của ông. Ừ. Đi. Nắm tay. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hành Trang Tuổi Xanh ngày hôm nay. Thưa quý vị, cuộc sống hiện đại khiến cho các bạn trẻ bắt đầu có cái thói quen và những cái suy nghĩ về một lối sống rất là thoáng trong quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và chúng ta không nói rằng cái lối sống này là đúng hay là sai, nhưng tôi thấy có một cái vấn đề rất là thực tế, đó chính là rất nhiều những bạn trẻ, đặc biệt là các bạn gái, đã phải trả những cái giá rất là đắt khi dễ dãi trao gửi đời con gái của mình. Và ngày hôm nay thì để bàn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang. Và xin chào chị ạ. Chào em và xin chào các bạn khán giả của chương trình. Thưa chị, câu hỏi đầu tiên mà Diễm Lan muốn gửi đến chị đó là Diễm Lan thấy bây giờ thì thật sự là cái chuyện các bạn có quan hệ tình dục với nhau ngay từ cái buổi đầu tiên gặp mặt đã trở thành cái chuyện không còn hiếm nữa. Và đây có phải là một cái tinh thần giải phóng tình dục ở nước ta nó giống như chuyện đã từng xảy ra ở các nước phương Tây vào thế kỷ trước hay không ạ? Nếu mà cái gì mình cũng đổ thừa các bạn là học từ phương Tây đó thì cũng không đúng. Nhưng mà có thể nói là rõ ràng từ khi mà đất nước mình mở cửa du nhập vô nhiều cái thông tin thì các bạn được tiếp cận với nhiều cái hay cũng có mà không hay cũng có. Thì trong đó có cái chuyện quan hệ tình dục mà trước hôn nhân như Loan đề cập đó. Nhưng mà như nhiều người nói đây là chuyện tế nhị, chứ chị đi làm chị thấy là đối với nhiều bạn trẻ bây giờ đó chẳng còn tế nhị là gì nữa. Nhưng mà hôm nay em đề cập đến một cái thực trạng là có cả những bạn là quan hệ tình dục ngay trong những cái lần gặp nhau đầu tiên. Thì rõ ràng là đối với các bạn trẻ đó thì cái điều kiện của các bạn bây giờ nó thuận lợi hơn. Nó thuận lợi ở cái chỗ là cái sự gặp gỡ nó thuận lợi. Ngày xưa đi ra đường tới 8-9 giờ ba mẹ bắt về rồi. Còn bây giờ thì mình đi học đi làm nó cũng trễ hơn, cho nên đi chơi trễ cũng là chuyện bình thường. Cái thứ hai nữa là các bạn cũng có điều kiện để giao lưu với nhau ở nhiều cái bối cảnh không gian khác nhau, chứ không riêng gì ở nhà. Rồi cái thứ ba nữa là cái quyền của các bạn đó, từ lớp 3, lớp 4 là đã được biết quyền của trẻ em rồi đó, cho nên lớn một chút nữa thì biết là mình có quyền gì. Nên 17, 18 tuổi các bạn khẳng định là mình là người lớn, mình cũng có quyền. Thành ra thử ra với những cái tác động đó, với cái nhận thức đó thì các bạn nghĩ rằng là mình đủ lớn để mình làm mọi việc, kể cả những việc mà người lớn làm. Thì người lớn làm được thì mình làm được thôi. Thế thì cái gì nó mới mẻ đó thì nó luôn luôn hấp dẫn người trẻ. Mà từ trước đến giờ thì chưa từng tiếp cận, bây giờ có một người bạn khác giới ngồi gần nó làm cho mình giống như bị điện giật vậy đó. Đấy là cái rung động về giới tính đó. Mà nếu như chúng ta đi xa hơn cái sự tiếp xúc, cái sự gần gũi thì dẫn đến cái sự ham muốn nhau giữa những người khác giới cũng là chuyện bình thường. Như vậy thì có lẽ là chúng ta sẽ thấy một bộ phận của các bạn trẻ có cái lối sống như thế này thì Diễm Lan cũng chưa dám khẳng định là các bạn đúng hay là các bạn sai. Như chị vừa nói thì nó có rất nhiều những cái yếu tố tác động bên ngoài, nó dẫn đến cái kết quả là như vậy. Nhưng cũng không hẳn là chỉ vào riêng các bạn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì thật sự rất nhiều những bậc phụ huynh khi mà họ lớn tuổi một chút và họ nghe cái chủ đề ngày hôm nay thì có thể họ sẽ không đồng thuận với chúng ta. Bởi vì theo cái quan niệm Á Đông từ trước đến giờ thì đây vẫn là một cái vấn đề được gọi là rất rất tế nhị, chứ không phải chỉ là tế nhị không. Tuy nhiên thì cái gì nó cũng có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu. Trong cái trường hợp mà chúng ta nói ngày hôm nay thì không biết là cái lợi và cái hại từ cái chuyện mà các bạn có cái mối quan hệ thân thiết với nhau đến như thế, nhất là trong cái lần đầu tiên gặp mặt, thì có thể là chị sẽ có thể chia sẻ thêm với các bạn ạ. Chúng ta đều biết rồi, nhu cầu tình dục là cái tất yếu của con người thôi. Cũng giống như mình ăn uống, hít thở không khí khi đến tuổi trưởng thành. Vì cái chức năng đó nó tạo cho chúng ta cái vai trò làm bố, làm mẹ. Nó giúp cho chúng ta có thể duy trì nòi giống trong xã hội. Cho nên là cái gì mà
theo tự nhiên thì mình cứ theo tự nhiên. Nhưng mà con người của mình là con người xã hội, không phải mình sống bản năng hoàn toàn. Cho nên các bạn làm cái gì thì các bạn cũng nên cân nhắc đến cái yếu tố xã hội đó. Thì người ta thường nói là cái gì nó cũng có hai mặt, mặt lợi, mặt hại. Nhưng chúng ta ở tuổi thanh niên, nhất là tuổi vị thành niên nữa, thì chúng ta chưa trưởng thành hoàn toàn về mặt cơ thể và đặc biệt là về mặt xã hội, chưa có sự trưởng thành. Thì chúng ta vội vàng lao vào những cái mối quan hệ tình dục như thế đó. Thì các bạn theo kinh nghiệm của chị thấy là lợi gì thì không có, chỉ thấy là cái hại, cái tổn thất về nhiều mặt, tổn thất về tinh thần và tổn thất về sức khỏe, và đặc biệt là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh sản sau này, ảnh hưởng đến cái vai trò làm mẹ, làm cha sau này của mình, nhất là đối với các bạn gái, vì chúng ta là những người trực tiếp sinh ra những đứa bé sau này. Như vậy là vấn đề gì thì cũng có cái lợi và cái hại của nó. Nhưng ở cái vấn đề chúng ta đề cập ngày hôm nay thì lợi đâu không thấy, chỉ toàn thấy cái hại thôi. Nhất là đối với các bạn trẻ, như vừa rồi chị Linh Trang cũng đã có chia sẻ với chúng ta. Và một trong những cái không lợi mà chúng ta sẽ đề cập tiếp theo sau đây, không biết là chị Linh Trang có đồng ý hay không, đó chính là với các bạn trẻ như vậy, đặc biệt là họ lại dễ dãi có cái mối quan hệ thân thiết với nhau ngay từ những cái ngày đầu tiên gặp mặt. Thì Diễm Loan rất lo rằng họ không phải chỉ đối diện với cha mẹ, với những người thân, hoặc là với thầy cô, với nhà trường, mà họ còn phải đối diện với dư luận từ xã hội, từ những người xung quanh nhìn nhận về cái tư cách, về cái đạo đức của họ nữa. Mà nhất là đối tác cũng có thể sẽ nhìn nhận họ theo một cái khía cạnh rất là xấu. Chị nghĩ sao ạ? Chị có đồng ý không ạ? Chị nghĩ là nếu người ta làm một cái việc gì đó mà người ta nghĩ rằng với cái việc đó ai cũng nghĩ là mình xấu hết đó, thì chắc người ta không có làm, đúng không các bạn? Cho nên khi mình làm chuyện đó mình nghĩ có gì đâu xấu thì mới làm. Mà nhất là khi các bạn có người yêu, và vì vậy các bạn trao gửi hết cho người yêu, các bạn chẳng những không thấy xấu mà còn thấy là hãnh diện vì điều đó, vì đã chứng minh được tình yêu của mình, vì mình là một người bình thường, không có gì bất thường về giới tính chẳng hạn, vì mình là những người hy sinh hết lòng, sẵn sàng trao cho người khác, vân vân. Cho nên lúc đó thì các bạn đâu có thấy cái gì là sai hay là không được gì đâu. Và vì vậy khi mà chúng ta quyết định lựa chọn cái phương án nào nên hay là không nên làm hay không làm đó, thì trước hết mình hãy tự nghĩ rằng là bản thân cái cơ thể của mình đó, có đang muốn cái điều đó hay không. Và sau khi mình muốn cái điều đó mà mình đã làm rồi, bản thân chúng ta có tự chịu trách nhiệm về điều đó được hay không? Và nếu sau khi trả lời một loạt những câu hỏi đó mà các bạn thấy là mình đủ tư cách để mình tự giải quyết những vấn đề của mình, thì các bạn cũng có quyền lựa chọn. Nhưng mà cái hấp lực về mặt quan hệ tình dục á, nó khó cưỡng lại khi mà các bạn đã thử một lần rồi. Và người ta nói giống như cái viên ô mai ở trong cái lọ đó, khi mà cái lọ nó còn đầy đó, thì để cậy được một viên ô mai ra nó rất là khó. Nhưng mà cái viên đầu mà nó đã lấy ra được rồi đó, thì những viên khác nó sẽ tự lăn ra. Như vậy thì liệu mình có kiểm soát được điều đó hay không mới là cái quan trọng. Và với những chia sẻ vừa rồi của chị Linh Trang thì có lẽ là các bạn cũng hiểu lý do tại sao ngay từ khi mở đầu chương trình thì Diễm Loan đã khẳng định rằng đây là một cái lối sống của các bạn, và chúng ta không làm bàn cái chuyện nó đúng hay nó sai, bởi vì quả thật là nó là cái vấn đề về cá nhân, rất cá nhân. Nhưng mà những cái vấn đề có liên quan xung quanh thì lại là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Ví dụ như trước đây thì Diễm Loan cũng đã từng nghe những cái vụ việc đó là các bạn vì dễ dãi trong cái vấn đề quan hệ tình dục với những cái người lạ mà lần đầu tiên mình mới gặp gỡ, và cuối cùng thì họ gặp những cái vấn đề nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng nữa. Và nhân đây thì có lẽ là chị Linh Trang cũng chia sẻ thêm với các bạn có thể là một vài câu chuyện nào đó để các bạn hiểu hơn và qua đó là biết tự bảo vệ bản thân mình hơn ạ. Cái tự bảo vệ bản thân này á, chị nhớ ngày xưa chị mới ra trường, chị đi làm á, thì chị làm chung cái trung tâm tư vấn, cho nên toàn các cô lớn tuổi và thường tư vấn cho các bạn trẻ. Chị thấy các cô hay nói nè, con gái mà đi chơi với bạn trai đó mà mặc quần jean, áo sơ mi, quần jean á thì chặt, rồi thắt dây nịt tử tế, đi chơi chỗ đông người thì chẳng có đứa nào nó làm gì được mình cả. Như vậy là khi mình đi chơi á, rồi mình lựa đồ nào thật là hấp dẫn, thật là gợi cảm, làm cho người ta phải bị cuốn hút bởi mình. Và khi nếu mà cái bạn trai của mình mà bị cuốn hút quá mà chịu không nổi thì đòi hỏi mình, nếu bạn lại đến một cái bối cảnh mà nó rất dễ tạo điều kiện cho người ta làm những cái hành vi mà không sợ người khác đó, thì rõ ràng chính mình đã tiếp tay cho cái nguy hiểm của mình. Đúng không? Như vậy thì bảo vệ trước hết là tự mình cái đã, không có ai cứu mình trước đâu. Đừng có nghĩ là đến lúc đó rồi gọi điện thoại nhờ người thân trợ giúp hay là kêu 113, không có ai cứu được mình hết trơn á. Nên trước tiên là người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, mình phải đề phòng cho mình. Bởi vì có những trường hợp như Loan hỏi chị đó là nó gây ra những điều rất là đáng tiếc. Ví dụ như là các bạn không lường được cái mối quan hệ đó, dẫn đến cái người kia họ lợi dụng và họ đã ghi hình lại
những cái hình mà trong cái mối quan hệ không hay đó, rồi họ dùng cái đó để họ đe dọa tống tiền cha mẹ mình, gây ảnh hưởng đến cả cái con đường phía trước và cái sự nghiệp của mình. Và có những bạn là đã chịu đựng không nổi, đã tìm đến cái chết. Rồi ngược lại cũng có những người là dính vào cái mối quan hệ đó không thoát ra được và bị người kia lợi dụng về mặt thể xác, ra điều kiện là nếu mà không cho tiếp tục quan hệ nữa thì sẽ tung hê mọi thứ lên, vân vân. Và hơn nữa, nếu như cái người đó không phải là cái người xấu như vậy đi chăng nữa, thì chính bản thân các bạn khi đã trải qua cái điều đó rồi, không bao giờ chúng ta lại quay trở lại cái tình trạng ban đầu mà mình chưa làm điều đó được nữa. Vậy khi chúng ta đến với những người kế tiếp, liệu chúng ta có còn cơ hội để có những cái phút ban đầu được nữa hay không, thì chúng ta cũng hãy cân nhắc. Bởi vì trong xã hội chúng ta thì nói gì thì nói, người ta cũng vẫn còn quan tâm đến cái vấn đề đó, nhất là đối với các bạn gái. Như vậy phần thiệt thòi dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng thuộc về các bạn gái là nhiều nhất. Cho nên các bạn phải biết tự bảo vệ mình, và đồng thời nếu mình có một người yêu thì chia sẻ điều đó để người yêu cũng bảo vệ mình nữa. Hy vọng là ngày hôm nay thì với những chia sẻ vừa rồi của chị Linh Trang thì các bạn khi mà có người yêu ở bên cạnh thì cũng nhớ đến những cái chia sẻ của chương trình. Đừng vì những cái giây phút mà chúng ta cảm xúc quá rồi đôi khi nó sẽ để lại những cái hậu quả không hay cho cuộc sống của các bạn về sau. Và có lẽ là các bạn cũng đã rất là sẵn lòng để chúng ta có thể chia sẻ những câu hỏi với nhau, đúng không nào? Và bây giờ thì mời các bạn ạ. Dạ chị, là giờ em thấy chứ, bây giờ có một cái hiện tượng là các bạn mà khi quan hệ mà bị nhiễm HIV chị thì lại đi kiếm những người khác và quan hệ lại lây truyền bệnh cho nhau với lý do là trả thù đời. Bây giờ chị có cái thể giúp em lý giải được cái vấn đề này không? Thực ra thì các bạn thấy là trong cái việc mà quan hệ tình dục, nếu như mà mình không quan tâm tới, nó dễ dẫn đến nhiều cái ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Cho nên người ta trên thế giới người ta hay đề cập đến vấn đề tình dục an toàn. Ở Việt Nam mình thì nói đến tình dục là người ta nói vấn đề đạo đức. Nhưng mà thế giới họ quan niệm khác, quan hệ tình dục làm sao để đem lại cái sự thoải mái nhất, cái sự hạnh phúc cho người ta trong cuộc sống, nhưng mà đồng thời nó phải đảm bảo được cái sức khỏe của mình và đảm bảo được cái sức khỏe của giống nòi nữa. Thế thì trong những cái trường hợp mà có nhiều bạn đó ở độ tuổi cũng như các bạn như nè, khi mới bước chân vào đời thì quen với người này người kia thì mình cũng không lường hết được và cũng không nghĩ là cái người bạn, người yêu của mình đó đã bị nhiễm một cái bệnh nào đó. Cho nên ngay cả trong cái lần quan hệ đầu tiên thôi, chúng ta cũng có thể bị lây nhiễm bệnh. Và chị cũng đã từng gặp những trường hợp như em đề cập đến, đó là khi mà phát hiện ra mình bị lây nhiễm bệnh như vậy rồi đó, trở nên thù hằn cái người đã đem lại cái bệnh đó cho mình, và thậm chí là căm giận chính cả bản thân mình nữa, và vì vậy không còn biết quý trọng bản thân mình nữa mà lao vào những cái mối quan hệ để làm sao lây bệnh cho càng nhiều người càng tốt. Mà các bạn hay dùng một cái từ rất là ghê sợ, đó là trả thù đời. Trả thù đời. Đời nó không làm gì mình phải trả thù, mà trước hết là tự mình đã làm cái điều đó. Vậy thì mình đau khổ như thế nào thì mình lại đi gieo cái đau khổ cho những người như vậy. Nên đối với những trường hợp này thì tôi khuyên là các bạn trước hết là phải tự chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Với cái sự tiến bộ của y tế bây giờ thì bệnh nào chúng ta cũng có thể được can thiệp, cũng có thể được giúp cho mình sống khỏe hơn. Cho nên trước hết là mình hãy đến những cái cơ sở y tế gần nhất và có độ tin cậy cao, mình cảm thấy yên tâm để được tư vấn, để được hỗ trợ. Vì tất cả những cơ sở y tế đều có cái tư vấn, kể cả tư vấn về chữa bệnh cũng như tư vấn về tâm lý cho các bạn. Cái thứ hai là cùng với cái việc mà được tư vấn đó thì chúng ta hãy dùng chính cái kinh nghiệm của mình để giúp đỡ, chia sẻ những cái người khác bằng cái việc là tham gia vào những cái đội nhóm đồng đẳng công tác xã hội mà người ta gặp những cái khó khăn như vậy. Rồi các bạn sẽ thấy là cái bệnh mình có đó thực ra không phải chỉ một mình có, mà nhiều người có. Mà cái bệnh đó thì không phải tự mình muốn, mà do một cái rủi ro trong cuộc sống. Mà cuộc sống thì các bạn thấy là rủi ro thì không thể lường trước được. Chẳng qua chúng ta hơi non một chút kinh nghiệm thì chúng ta đã phải mắc phải nó. Vậy thì bây giờ chính nó hãy là cái bài học tiếp theo trong cuộc đời của mình. Và cũng xin được cảm ơn chị. Thưa quý vị, và chương trình của chúng ta vẫn sẽ được tiếp tục với những số kế tiếp. Ở đó thì chúng ta sẽ đến với những chủ đề rất gần gũi và quen thuộc trong cuộc sống, nhưng đôi khi nó lại là những câu hỏi lớn mà chúng ta chưa tìm được lời giải. Đừng quên hãy tiếp tục đón theo dõi chương trình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.